Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime China. Trong tập 20 của Đấu Đế Đại Lục, Tiêu Viêm đã gặp riêng Nhạc Thiếu Long. Lần này hắn muốn đi tìm dược tộc để hồi sinh một người. Chuyển sang tập 21 của Đấu Đế Đại Lục, Nhạc Thiếu Long đề nghị Tiêu Viêm đừng có tìm người dược tộc trong Cự Hỷ Thành. Khi Tiêu Viêm đã gây gổ với Tử công tử của dược tộc tại chi nhánh Cự Hỷ Thành, tuy nhiên Tiêu Viêm hãy di chuyển đi đến núi phía nam Cự Hỷ Thành, ở đó là tổng bộ của dược tộc. Có điều Tiêu Viêm đi đến tổng bộ dược tộc phải có một đồ vật cho dược tộc, do đó Tiêu Viêm quyết định không đi dược tộc nữa, mà ở lại Cự Hỷ Thành để tìm kiếm các loại cây cỏ luyện chế tu tủy đan. Nhạc Thiếu Long bắn một luồng ánh sáng vào đầu Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hiểu sơ qua về Cự Hỷ Thành, bên trong có 6 thế lực, hai khu vực di chuyển hàng không trùng động và các sông bài nổ hũ. Trong đó khu nhân tộc con người là nơi đối diện với đường hàng không trùng động, ở đây là nơi tổ chức đánh bài có chứng chỉ cấp phép. Thứ hai là khu ma tộc, Tiêu Viêm có thể thuê ma tộc đi làm vệ sĩ bảo kê cho mình, hoặc đi giết ma thú lấy ma hạch. Thứ ba yêu tộc khu, nơi này tổ chức đấm nhau cá cược ăn tiền. Thứ tư là khu đan điền, đan điền là nơi luyện thuốc. Thứ năm là thương minh khu, ở đây là một chỗ bán hàng hóa giao dịch các con hàng mới và có phòng đấu giá đại thương. Thứ sáu là ảnh tử minh khu, là nơi khét tiếng hét ra nước miếng, nơi nhận nhiệm vụ đánh thuê ám sát toàn bộ người trên đấu đế đại lục. Vì vậy Tiêu Viêm muốn đi đan điện cùng với khu thương minh mua cây cỏ. Nhạc Thiếu Long đánh giá Tiêu Viêm là luyện dược sư. Tiêu Viêm kể về trình độ luyện dược của mình là đế chi một sao của mình cho Nhạc Thiếu Long. Do đó Nhạc Thiếu Long nói chuyện Tiêu Viêm muốn lên cấp trình độ luyện dược. Thứ nhất Tiêu Viêm phải có tiền mua cây cỏ. Thứ hai cần có bài thuốc. Thứ ba có một nồi đốt thuốc. Thứ tư trình độ khống chế lửa. Thứ năm linh hồn của Tiêu Viêm phải đủ mạnh. Thứ sáu Tiêu Viêm phải chống đỡ được sấm chớp đan lôi. Tiêu Viêm nghe vậy thấy mình chỉ thiếu mỗi tiền đô la âm phủ mà thôi. Hana chào Nhạc Thiếu Long rời đi. Nhạc Thiếu Long đã dẫn đường Tiêu Viêm đi đến đan điền. Trên đường đi, Nhạc Thiếu Long đề nghị Tiêu Viêm không nên lấy tên tuổi thật sự của mình. Sau đó hai người Tiêu Viêm đi qua cánh cổng trùng động đi đến đan điền. Nhạc Thiếu Long cho Tiêu Viêm đi đăng ký bài khảo hạch của đan điền. Hai người Tiêu Viêm đi đến phòng bài thi khảo hạch. Ở trong phòng, một ông già đã cho một trong hai người Tiêu Viêm ai đăng ký khảo hạch để lấy huy chương luyện dược. Tiêu Viêm đã đăng ký trình độ luyện thuốc của mình là luyện đế chi một sao. Nhưng ông già nói chuyện Tiêu Viêm không cần phải gọi là đế chi một sao gì hết, mà Tiêu Viêm cứ gọi là luyện dược một sao. Sau đó Tiêu Viêm lấy tên là Nham Kiêu để đăng ký tên. Ông già đưa ra danh sách Tiêu Viêm nộp học phí thi khảo hạch 500. Tiêu Viêm vác tiền lẻ 500 tệ. Ông già chửi Tiêu Viêm là 500 Long Văn tệ. Tiêu Viêm vẫn không giao tiền. Ông già cho Tiêu Viêm không nộp lệ phí không cần phải thi. Do đó Tiêu Viêm đành di chuyển chạy vào phòng thi. Ông già trung niên khác đấu đế ba sao đánh một chưởng vào Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm cho ra thiên hỏa bọc cơ thể, khiến ông già trung niên bay về phía sau ngã xuống mặt đất. Lúc này ông già đấu đế bốn sao thấy Tiêu Viêm dám phản người của đan điền, ông đã ngưng tụ một thanh kiếm năng lượng bắn về phía Tiêu Viêm. Nhạc Thiếu Long đã di chuyển đánh nát thanh kiếm giúp Tiêu Viêm, không Tiêu Viêm pha này chắc đắp mộ. Và Nhạc Thiếu Long đã dẫn Tiêu Viêm đi ra khỏi khu vực bài thi khảo hạch. Tiêu Viêm kể chuyện với Nhạc Thiếu Long là mấy thằng già đan điện bắt nộp lệ phí 500 Long Văn tệ quá cao. Nhạc Thiếu Long nghe vậy, hắn cũng phân tích mấy ông già đan điện dùng quyền hạn muốn kiếm ít tiền từ Tiêu Viêm. Nhưng Tiêu Viêm khá khôn đó. Tiêu Viêm đánh giá Nhạc Thiếu Long đâu đến năm sau. Sau đó Nhạc Thiếu Long và Tiêu Viêm di chuyển đi đến nơi bán các cây cỏ đan dược thị trường. Hai người Tiêu Viêm đi vào một phòng giao dịch mua thuốc. Nhạc Thiếu Long giới thiệu tầng 5 có một số dược liệu cây cỏ dành cho luyện dược 1, 2, 3, 4 sao. Còn tầng 6 có cây cỏ cấp cao và các nồi đốt thuốc, nên Tiêu Viêm muốn mua cây cỏ. Do đó hai người Tiêu Viêm đã di chuyển xem sơ qua các mặt hàng ở các tầng. Nhạc Thiếu Long dẫn Tiêu Viêm đến một cửa hàng tên là Đại Thương. Đồ Hiếu Đan quản lý cửa hàng chào Nhạc Thiếu Long. Nhạc Thiếu Long giới thiệu Tiêu Viêm. Vì vậy Tiêu Viêm lấy tên giả là Song Hỏa giới thiệu cho Đồ Hiếu Đan. Và Tiêu Viêm trình bày muốn nghe về Cự Hỷ Thành. Các loại thuốc chữa thương nào được dùng nhiều nhất từ 2 sao đến 5 sao? Đồ Hiếu Đan lấy ra hai viên thuốc. Một là hồi huyết đan cấp 2 có giá 1 Long Văn tệ. Hai là hồi huyết đan cấp 3 có giá 5 Long Văn tệ. Lúc này Tiêu Viêm muốn bán thuốc dịch liệu đan của mình ra thị trường. Nhưng Đồ Hiếu Đan cho rằng dịch liệu đan của Tiêu Viêm không có cấp độ và nhãn mác. Trải qua một thời gian Tiêu Viêm được Đồ Hiếu Đan giảng giải về các loại thuốc. Hắn hỏi Đồ Hiếu Đan về thuốc có thể giúp hồi phục đấu khí từ 0% lên 100% giá bán được bao nhiêu. Nhạc Thiếu Long nghe vậy phát hiện về Tiêu Viêm, khả năng Tiêu Viêm đang giữ các bài thuốc của Ma Hoàng. Nhạc Thiếu Long cho Tiêu Viêm nghe là khoảng 100 Long Văn tệ một viên thuốc của Tiêu Viêm.
nếu đấu đế 2 sao dùng viên thuốc của Tiêu Viêm hồi phục 100% đấu khí. Tiêu Viêm hỏi tiếp đấu đế 3 sao và 4 sao hồi phục 100%. Vì vậy Nhạc Thiếu Long xin Tiêu Viêm có thuốc hồi phục cho đấu đế 5 sao 100%. Tiêu Viêm lắc đầu không hề có. Sau đó Nhạc Thiếu Long định giá thuốc hồi phục cho đấu đế 3 sao khoảng 300 Long Văn Tê, còn 4 sao ít nhất phải 2.000 Long Văn Tê, mà thuốc 4 sao được sử dụng nhiều nhất trên thị trường. Trong cuộc trò chuyện tiếp theo, Tiêu Viêm trình bày hắn đến đấu đế đại lục được 1 năm, nên có nhiều việc chưa rõ, khiến Nhạc Thiếu Long hài đầu hữu đan chiều về cách gây cấp của Tiêu Viêm. 1 năm lên đấu đế 3 sao, Nhạc Thiếu Long bắn một luồng ánh sáng vào đầu Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hiểu được cách gây cấp là từ đấu đế 1 sao lên đấu đế 4 sao khi lên cấp. Thì đấu đế 1 sao có đế kiếp xâm chớp là khổ nhất, và từ đấu đế 4 sao lên 5 sao được coi là đế kiếp xâm chớp kinh khủng khi phải chống đỡ 5 đảo xâm chớp. Tuy nhiên muốn đột phá lên đấu đế 5 sao phải có cơ thể phải cứng rắn, nếu không xâm chớp sẽ đánh cho nát xác, và rất nhiều người đã phải chết từ đấu đế 4 sao lên 5 sao. Thường thường họ sẽ phải dùng áo giáp cấp cao mới đột phá lên đấu đế 5 sao, mà áo giáp cấp cao thường phải được làm từ da ma thú cấp 7 trở lên. Lúc này Tiêu Viêm hỏi Nhạc Thiếu Long là có bài thuốc nào có thể giải trừ sấm chớp cấp 4 lên cấp 5. Nhạc Thiếu Long lắc đầu là không có đâu. Do đó Tiêu Viêm xin Nhạc Thiếu Long trình bày về cách ông đột phá từ đấu đế 4 sao lên 5 sao. Nhạc Thiếu Long nói thật, nhờ có hội trưởng của Thương Minh cho một bộ áo giáp nên ông mới vượt qua sấm chớp đột phá lên đấu đế 5 sao. Hiện tại Nhạc Thiếu Long hỏi dò Tiêu Viêm là Tiêu Viêm có bài thuốc có thể giúp sấm chớp thứ 5 giảm sức mạnh, không rõ thuốc đó sẽ bán được bao nhiêu. Tất nhiên Tiêu Viêm trên người có bài thuốc Thanh Linh và Tử Tâm giúp sấm chớp giảm sức mạnh, nhưng Tiêu Viêm vẫn giấu không nói ra trong 7 ngày. Vì vậy Nhạc Thiếu Long nói chuyện với Đồ Lão Bản là Tiêu Viêm muốn mua một số loại cây cỏ dược liệu. Ngoài ra Nhạc Thiếu Long đề nghị trong cuộc nói chuyện của 7 ngày không nên để cho ai biết được nội dung. Đồ Lão Bản mời Tiêu Viêm đi cây các cây cỏ dược liệu, nhưng Tiêu Viêm trình bày hắn không có tiền. Tiêu Viêm lấy ra một viên thuốc vạn cổ đan kèm theo một viên ma hạch cấp 4. Hắn xin Đồ Lão Đản đổi tiền là vạn cổ đan và viên ma hạch được nhiều không, nên Đồ Lão Đản lấy viên ma hạch cấp 4 và viên thuốc vạn cổ đan. Hắn đưa cho Tiêu Viêm 1 vạn kim hồn tê, và Nhạc Thiếu Long dẫn Tiêu Viêm đi lên tầng 8 có cửa hàng Minh Thương. Ở đây Tiêu Viêm muốn mua cây cỏ gì thì mua. Tiêu Viêm nói chuyện với Khuất Lão Bản muốn mua cây cỏ dược liệu. Tiêu Viêm đưa các cây cỏ cần mua luyện chế Thanh Linh và Huyết Khí Đan. Vì chân người Tiêu Viêm sử dụng tiền lẻ kim tê nên đã được Khuất Lão Bản không tính thuế. Do đó Tiêu Viêm đã mua được 65 cây các loại luyện chế 1 sao Thanh Linh và 140 cây chế tạo Huyết Khí Đan. Sau đó hai người Tiêu Viêm và Nhạc Thiếu Long rời khỏi chỗ này đi ra ngoài. Tiêu Viêm hiện tại hết sạch tiền ở nhà nghỉ, hắn đang tính ngủ ngoài đường ăn xin. May mà Nhạc Thiếu Long cho Tiêu Viêm hãy đến phòng đấu giá của họ, ở đó có nhà nghỉ. Vì vậy hai người Tiêu Viêm đi xuyên qua không gian trung động đến khu Thương Minh. Nhạc Thiếu Long sắp xếp một phòng cho Tiêu Viêm ở. Ngoài ra ông dặn Tiêu Viêm chế tạo thuốc. Tiêu Viêm kẹt tiền có thể nhờ phòng đấu giá của bọn họ bán. Cảm ơn anh em đã xem hết video.